bão nối tiếp bão, và Nghệ An là một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của các cơn bão. Mặc dù đã vào trung tuần tháng 11, nhưng bão số 14 vẫn được dự báo sẽ đổ bộ vào Nghệ An. Bởi đây là cơn bão siêu mạnh giật lên cấp 17 và có tốc độ đi cực nhanh, nên diện ảnh hưởng cũng như sức tàn phá của cơn bão này là rất mạnh. Theo kinh nghiệm của rất nhiều người, thì đây là cơn bão mạnh mà từ trước tới nay chưa từng thấy. Từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An trong nhiều năm và đã từng trực tiếp chỉ đạo phòng chống rất nhiều cơn bão, nhưng đây là lần đầu tiên ông Phạm Xuân Tùy thấy cơn bão lớn như thế này. Thì cái kinh nghiệm tôi là bây giờ là từ trên tỉnh xuống xuống huyện và huyện xuống xã, xã xuống phường, phường xuống từng thôn xóm mà đi từng nhà kiểm tra từng nhà xem rằng là anh đã làm đến đâu, từ nay cho đến mai là phải làm cho được cái đó thế này. Kinh nghiệm quan trọng nhất là tôi cho rằng là cái ban chỉ đạo cụ thể, cái ban lập cái chỉ đạo từ trên xuống dưới là phải tổ chức chặt chẽ. Tại cảng Cửa Lò, rất nhiều tàu thuyền đã vào bờ trú ẩn. Mặc dù trong ngày hôm nay trời quang mây tạnh, nhưng theo kinh nghiệm đi biển thì đây là cơn bão lớn, nên hầu hết người dân đều đưa tàu về bờ. Với 40 năm kinh nghiệm trong nghề đi biển, nên khi nghe thông tin về cơn bão số 14, ông Lê Viết Xuân ở phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò đã đưa tàu về bờ từ 5 giờ sáng nay. Không những thế, vào đến bờ ông còn phải tìm kiếm nơi an toàn nhất để cho tàu thuyền tránh trú. Từ cái này tôi lớn lên đến giờ này là tôi thấy cơn bão này là lớn nhất đó. Vì là thường đây là từ trường đây là có cấp 12 là to rồi, lớn rồi. Như bữa tối cùng là có đôi cơn bão tôi mắc ở ngoài biển là 12 là ghế gửm lắm rồi. Nhưng mà thấy cơn này là cấp 17. Với trên 4.000 tàu thuyền và có 5 huyện thị xã ven biển và có đến 600 hồ đập. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân thì công tác phòng chống bão đang được triển khai quyết liệt. Bên cạnh việc kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, các phương án di rời dân cũng được triển khai tích cực. Ở đây là lưu ý nhất là cái bệnh chủ quan, tư tưởng chủ quan. Bây giờ là phải dứt khoát, phải mệnh lệnh. Thời gian không có cho phép nhiều nữa. Các cơ sở hạ tầng là phải có phương án để bảo vệ. Đó, chúng ta làm sao cố gắng ở mức cao nhất. Cả hệ thống của chúng ta phải vào cuộc. Cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng công an, quân đội, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng bây giờ phải có phương án. Còn đối với dân thì mỗi gia đình phải có một phương án cho nhà mình, mỗi người phải có một phương án cho mình và mỗi địa phương phải có một phương án cho mình. Thực hiện phương châm bốn tại chỗ, nhưng mà phải rất cụ thể chứ không phải là chỉ hô bốn tại chỗ chung chung. Thiên tai là điều bất khả kháng và con người chỉ có thể né tránh được thiên tai khi mà công tác phòng chống đều được chuẩn bị tốt. Và chỉ với điều kiện không chủ quan lơi là thì mới giảm được mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, mà cụ thể trước mắt là công tác phòng chống cơn bão số 14 hiện nay.